Đàn chim yến của tỉnh Ninh Thuận bị nhiễm cúm gia cầm. Ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến nuôi tại rạp hát Thanh Bình ở phường Đào Long, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm của công ty Yến Việt. Tuy nhiên, người dân địa phương đang lo ngại phương án tiêu hủy không tiêu diệt tận gốc mầm bệnh trên chim yến, mà dịch bệnh có thể lây lan thêm vì đàn chim yến không về lại nơi trú ngụ cũ mà tìm nơi ở mới. Một người dân nói, hồi đó giờ đâu có ai nuôi yến trong thành phố, nhưng nay trong phường Đào Long có rất nhiều chim yến nuôi, chỗ hóc hẻm nào cũng có chim yến. Trên địa bàn phường Đào Long hiện đã có hàng chục nhà nuôi chim yến quanh nhà hát Thanh Bình bị nhiễm H5N1. Trong khi đó, một số cơ sở nuôi yến trên phường Đào Long, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm cho rằng việc tiêu hủy đàn chim yến 100.000 con là quá lãng phí vì nghề nuôi yến đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần lớn vào ngân sách của tỉnh Ninh Thuận. Những ngày sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã công bố dịch cúm H5N1, một số cửa hàng bán yến xào ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm bị vắng khách đến mua so với mọi khi. Một đại diện của công ty Yến Việt cho biết, việc tiêu hủy gần 100.000 con chim yến tại nhà hát Thanh Bình khiến cho công ty này bị thiệt hại đáng kể và bày tỏ mong muốn nhà nước nên sớm có chương trình hỗ trợ người nuôi yến khi xảy ra dịch bệnh cần tiêu hủy cả đàn. Nếu không thì những cá nhân, doanh nghiệp nuôi loài chim này sẽ bị thiệt hại về vật chất rất lớn.